Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastca, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Các anh chị đang tìm những dòng xe tầm 300, 400, 500 triệu với những dòng sedan 5 chỗ thì hiện tại bên Mai đang có rất là nhiều xe luôn. Như Vios bản G 2019 đang bán với giá là 538 triệu nè. Honda City 2019 bản top mới về nè. Xe này đang bán với giá là 529 triệu hay là Honda City CVT đời 2016 đang được bán với giá là 438 triệu. Và hôm nay đặc biệt là bên Mai mới về hai chiếc Chevrolet Cruze. Dòng này thì hiện tại là bên Mai mới về được hai xe thôi chứ bữa giờ là đang hết hàng không có luôn. Và các anh khách đang hỏi rất là nhiều luôn. Thì bên tay phải Mai đây á là chiếc Chevrolet Cruze đời 2017 phiên bản số tự động đang được bán với giá là 439 triệu và phía bên này là chiếc Cruze số sàn đời 2016 đang được bán với giá là 345 triệu. Bây giờ mời các anh chị đi một vòng quanh hai xe này để mình xem thử hai xe này thì còn cái chất xe như thế nào, có đẹp hay không, có đáng để mua hay không ha. Rồi đầu tiên mình đi qua một vòng chiếc xe 2017 trước nha. Hiện tại là dòng xe này đang là phiên bản số sàn các anh chị, phiên bản số sàn. Số tự động nha, cái 2017 là số tự động, màu trắng là số tự động, phiên bản LTZ, bản đủ. Còn chiếc màu đen là phiên bản số sàn, đời 2016. Xe này hiện tại đang còn bảo hiểm tới tháng 2 năm 2022 lận, nên các anh chị thấy xe này thì yên tâm ha. Rồi mình sẽ đi chi tiết chiếc trắng trước nha các anh chị. Nó nước sơn rất là đẹp, xe vừa mới về luôn, chưa vệ sinh chưa gì hết là Mai quay luôn cho các anh chị á. Rồi các anh chị đầu tiên là nhìn sơ giúp Mai cái phần nước sơn ha. Nước sơn xe nè, xe màu trắng, nước sơn khá là mới. Xe cũng vừa về chưa có rửa xe chưa gì hết luôn á. Cái này là từ nhà chủ mình mới vừa về. Ở phần cản phía dưới này có trầy xước nha. Chỗ nào phần trầy xước hay gì đó thì Mai sẽ báo với các anh chị ha. Đó, thì các anh chị nếu mà thích thì có thể làm lại trước. Nó qua đi rồi Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị làm lại. Lớp Mai thấy vẫn còn nè, còn khá là sâu ha. Lớp này là lớp zin theo xe luôn, tầng số 45 của năm 2017. Đó. Rồi, xe ở đây. Ở đây xe với Mai đăng kiểm nha, còn tới tháng 1 năm 2022 nè. Vì xe này mới về nên là Mai sẽ kiểm tra luôn cho các cùng với các anh chị luôn nha. Xe đã dán phim rồi nè, dán phim cách nhiệt. Rồi các anh chị kiểm tra giúp Mai phần keo chỉ đi. Ở phía trên này không có chỉ, ở phía dưới đây ha. Coi từ phía dưới nè. Phần chỉ của mình là còn nguyên zin nha, nguyên zin từ nhà máy luôn. Phía ốc chân cửa phía trước là nó còn cái phần sơn của nhà máy luôn các anh chị. Rồi ốc chung cửa phía sau các anh chị kiểm tra giúp Mai luôn nha. Ốc áp là còn nguyên zin hết. Rồi mình sẽ đi ra phía sau xe nha. Tại vì Mai quay clip này chung hai xe nên Mai sẽ đi hơi nhanh chút xíu. Các anh chị thích thì cứ lên xem xe. Ở đây thì xe Mai thấy đã có trang bị cho mình là cảm biến rồi nè, có camera lùi rồi ha, rất là an toàn. Rồi bây giờ Mai sẽ ra phía trước, Mai mở cái cốp cho các anh chị xem cốp nha. Rồi các anh chị kiểm tra phần cốp ha. Đây là dòng sedan phân khúc C nên cốp rất là rộng rãi. Anh chủ này khá là kỹ đó. Rồi đầu tiên các anh chị cứ kiểm tra giúp Mai phần keo chỉ cốp trước ha, để xem thử xe có bị gì ở cái phần phía sau hay không, có bị đụng, có bị làm lại gì phần cốp chưa ha. Chưa nha, xe này thì chưa nha. Rồi các anh chị nhìn giúp Mai nha, nhìn là thấy anh chủ xe rất là kỹ, cả phần cốp xe mà anh còn trang bị cho mình cả túi thơm nữa, thì nội thất trong xe thì các anh chị đều yên tâm rồi ha. Ở phía sau mình có táp bi rồi nè, trải táp bi ở phía cốp rồi nè. Rồi Mai sẽ mở cái ở phía dưới này ha, nó lớp dự phòng ở phía dưới nó hơi xích quá, mày không có móc nó lên được các anh chị. À đây nè, tay ha, làm rất là tiện lợi luôn á. Rồi lớp dự phòng mình còn khá là mới, mâm của nó là mâm sắt và còn cả đầy đủ các bộ dụng cụ theo xe luôn. Nó bán bụi này là thời gian các anh chị, tại vì người ta không dùng tới á. Rồi bây giờ mình đi. Rồi bây giờ anh chị cùng với Mai đi vô kiểm tra phần nội thất phía trước xe đây nha. Rồi xe đã được trang bị ghế da tông màu đen, nhìn rất là sạch sẽ và sang trọng. Phần da vẫn còn căng bóng nha. Da này là loại da mềm, da xịn đó các anh chị. Ở dưới sàn mình đã được lót simili nè, có tách đi sàn ha. Rồi dòng xe này phiên bản đủ, phiên bản số tự động của nó nên là có luôn cửa sổ trời cho các anh chị rồi nha. Đó, các anh chị nào mà xây xe hay nhà con nít đó thì mình sử dụng cửa sổ trời cho nó đỡ.
Đây, mình sẽ đeo máy lên luôn nè. Rồi cho anh chị qua kiểm tra luôn cái khoang nha. Đó, cửa sổ chơi còn hoạt động bình thường nha các anh chị. Đời 2017 tới giờ là khoảng tầm 4 năm. Hệ thống điện của cửa sổ trời vẫn còn hoạt động bình thường. Phần trần thì nó còn khá là mới và khá là sạch sẽ, không có bị dơ, không có bị bám bẩn gì hết ha. Ở trên này thì xe đã trang bị sẵn cái màn hình để máy tắt tiếng. Rồi, ở trên này thì đã có màn hình rồi nè. Màn hình này là màn hình cảm ứng luôn ha. Ở đây. Rồi ở dưới này là dàn lạnh auto nha các anh chị. Đề start up engine nè. Chìa khóa mà mới lấy. Đây. Xe đi được 42.000 km. Đây hai chìa khóa nha. Chìa khóa đây. Nó có cả cái chìa khóa cơ này là để khi cho phòng khi trường hợp mình hết bình đó các anh chị. Rồi xe đi được là 42.000 km rồi ha. Các anh chị nhìn giúp hai phần vô lăng nha. Ở trên vô lăng của mình nè có điều khiển hành trình nè, có điều khiển bằng giọng nói nè. Đấy, nút bấm trên này vẫn còn rất là mới nè. Rất là vô lăng còn rất là mới nè. Không có trầy xước, không có bị gấp chảy gì hết ha. Rồi bây giờ các anh chị cùng với Mai đi đây kiểm tra phần động cơ nha. Xe này Mai thấy động cơ còn rất là êm á các anh chị. Ngồi trong xe là Mai không nghe tiếng động cơ, không tiếng máy ở ngoài nha các anh chị. Không nghe một tiếng ù ù gì luôn hết. Xe Mai đang mở máy á. Mai sẽ mở máy để máy cho các anh chị nghe tiếng máy luôn nha. Rồi đầu tiên các anh chị kiểm tra giúp Mai ốc nắp capo. Lúc nào vậy? Xe thì mình sẽ kiểm tra đầu tiên là ốc nắp capo ha. Đây rồi. Tiếp đến là keo chỉ. Phần chỉ ở dưới này nó được bầu đệm thêm một cái lớp ron cao su để tránh chống ồn á. Đó. Chỉ này là chỉ nguyên zin nha. Chỉ nó khá là nhỏ. Ốc nè, con ốc này nó còn cái màu nó màu đen gì là màu theo năm tháng thôi chứ nó không có bị gãy, bị mẻ cạnh hay gì hết đó. Các anh chị mà có thầy thợ thì cứ qua kiểm tra xe cho yên tâm, còn không mình cứ mang vô test hãng. Rồi. Bây giờ nhìn giúp Mai phía bên này nè. Cái này là ốc bên ốc máy nè. Có cái cây dấu sơn từ nhà máy nha các anh chị. Đó, ốc máy, ba con ốc máy nè. Nó còn vết sơn từ nhà máy nha các anh chị. Xe này thì bên Mai bao test hãng. Anh chị có không yên tâm cứ mang vô test hãng toàn bộ chi phí test hãng ra. Nếu không đúng như Mai cam kết thì Mai sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các anh chị nhé. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ đi qua chiếc Crew màu đen số sàn. Chiếc này thì khách Mai tìm rất là nhiều luôn đó. Xe này đi được chuẩn là 31.000 km. Mình sẽ đi vô chi tiết luôn nha. Video sợ khá là dài đó. Xe vừa mới về chưa rửa gì hết. Nước sơn còn khá là mới đó anh chị. Không có chảy xước gì hết ha. Những cái xước nhẹ nhẹ như thế này không xuyên nhê. Cái này rất là bình thường. Tại vì xe đời 2016 tới giờ thì buộc là nó sẽ như vậy. Rồi. Ở phần lớp thì đã cũng có phần đã hao mòn rồi nha các anh chị. Lớp này là vỏ của cơm hô. Vỏ cơm hô. Đời này lớp này lớp zin theo xe luôn. Vỏ này là tháng tuần thứ 44 của năm 2015. Vỏ zin theo xe ha. Xe này thì còn đăng kiểm tới tháng 8 của 2021. Xe này Mai coi là bảo hiểm còn tới tháng 7 năm 2022 đó các anh chị. Xe đã có việc che mưa rồi nè, có dán phim rồi nè. Rồi các anh chị kiểm tra giúp Mai phần keo chỉ xe này luôn nha. Keo chỉ mình còn nguyên zin, không gấp gãy, không đứt quãng nha. Rồi ốc chân cửa phía trước còn nguyên nè. Ốc chân cửa phía sau cũng còn nguyên ha. Đó, xe này anh chủ cũng lên trang bị khá là đầy đủ rồi. Rồi, mời các anh chị ra phía sau ha. Mai tắt cái máy xíu, xe màu trắng chút xíu cho nó khỏi nóng. Rồi, phía sau xe dòng đây là số sàn. Cũng đã được trang bị cho mình cái cảm biến rồi nè, cam lùi rồi nè. Rồi chờ Mai chút xíu nha, Mai đi ra Mai mở cái cốp cho các anh chị. Rồi, đây, các anh chị coi phần cốp phía sau ha. Ở đây kiểm tra giúp Mai keo chỉ nè, keo chỉ có nguyên zin nha. Ốc cốp cái dòng xe này thì nó có bọc nỉ ở ngoài nè, nó có ốp cái nỉ nè, mình không thấy được ốc cốp ha. Bộ dụng cụ sửa chữa vẫn còn nguyên nha. Cốp thì nó cũng giống như chiếc kia, không có gì khác biệt nhiều. Ở dưới đây mâm nè, mâm dự phòng này các anh chị. Mâm dự phòng này thì nó còn cái đường chỉ sơn á. Có thể là chưa được sử dụng luôn á các anh chị. Rồi ha. Giờ các anh chị ra phía trước kiểm tra cái nội thất phía trước này giúp Mai luôn nha. Xe này thì nguyên zin của nó sẽ là ghế nỉ. Nên anh chủ đã có bọc lại ghế da cho mình rồi. Ghế này là ghế da để bọc lại nha.
màu kem với màu cam thì nó cũng khá là sạch. Sàn cũng đã được trải simili, có tapi luôn. Xe này không có cửa sổ trời nha, trần còn khá là mới đó các anh chị, cũng sạch sẽ lắm. Rồi các anh chị vô phía trong mình kiểm tra cái khoang lái luôn nhé. Xe này phiên bản số sàn nên nó sử dụng chìa khóa cơ. Rồi các anh chị chờ một xíu nha, mai đề máy lên luôn cho các anh chị nè. Các anh chị nghe tiếng máy á? Chứ không đâu, vì xe này máy khá là êm. Xe đi chuẩn là 31.000 km. Nó đang chờ một xíu. Đây này, mở đó, 31.000 km ha, 31.000 km. Rồi xe cũng có màn hình luôn các anh chị, có màn hình luôn nha, có cái hệ thống nút bấm đây, tắt màn hình này, dàn lạnh nè, lạnh auto luôn, dàn lạnh con này ok ghê ha. Rồi để xem xe có cam hành trình chưa nè, đó trang bị cho mình một cái cam hành trình ở đây rồi nha các anh chị. Rồi bây giờ là các anh chị ra phía trước ta kiểm tra cái động cơ với Mai nha. Xe này full là sự bảo dưỡng hãng. Mới bảo dưỡng hồi 25.000 km. Đây cho các anh chị xem qua cái thẻ cái nhờ bảo dưỡng này. Đó. Đây. Tiếp theo thì 31.000 cây mình sẽ đi thay nhớt nha các anh chị. Mai để luôn máy để cho các anh chị nghe tiếng máy nha. Đó, các anh chị kiểm tra với Mai phần kêu chị đi, kêu chị phía bên này. Rồi các anh chị nhìn với Mai ốc trên cửa phía trước không nha. Bây giờ mình sẽ đi ra kiểm tra máy móc và nắp capo nè. Nóng quá. Rồi đầu tiên các anh chị kiểm tra giúp Mai nha. Ở đây thì nắp capo đã có, ốc nắp capo đã có mở rồi nè. Ốc nắp capo đã có mở rồi, có thể là cái nắp capo này đã được sơn lại nha các anh chị. Rồi keo chỉ, các anh chị xem giúp Mai phần keo chỉ này là còn nguyên zin. Keo chỉ này keo chỉ zin, không phải keo chỉ làm. Cái nào á mà nó đã tháo mở thì Mai nói tháo mở, cái nào đã làm lại thì Mai nói làm lại nha. Nhưng các anh chị xem giúp Mai cái phần ốc động cơ ở đây. Quan trọng là cái động cơ. Ốc nắp capo thì có thể là ví dụ như cái gì đó rớt lên capo nó bị cần phải làm đồng, cần làm sơn lại thì người ta vẫn thợ mở ra bình thường. Còn động cơ của mình không tháo mở, không đâm đụng, không ngập nước nha. Bên Mai cam kết xe này không đâm đụng, không ngập nước, bao test hãng luôn. Các anh chị có thể thợ gì cứ qua kiểm tra. Nếu mà không đúng như Mai cam kết thì Mai hoàn lại toàn bộ cái chi phí cho mình đi kiểm tra ha. Cứ mang qua test hãng, test hãng là yên tâm nhất các anh chị. Mang qua test hãng ha, mình bao test hãng mà. Rồi Mai nhắc lại thông tin một lần nữa ha, bên ba cạnh Mai đây là chiếc Chevrolet Cruze số tự động đời 2017. Xe này hiện tại là đã đi được 42.000 cây, đang được bán với giá là 439 triệu. Các anh chị nào mà muốn tìm một chiếc xe sedan phân khúc C nhưng giá chỉ khoảng tầm 400 triệu hơn chút xíu thì lấy chiếc này cực kỳ ok luôn, xe đi rất là đầm chắc nha. Rồi các anh chị nào mà đang tìm xe số sàn rẻ một chút xíu nhưng cực kỳ rộng, xe này thì cũng rất là ok luôn. Chiếc này đi mới có 31.000 thôi, càng cây thôi, đời 2016, đang được bán với giá là 345 triệu. Nếu mà với tầm giá này thì các anh chị chỉ có thể mua được xe mới, chỉ có thể mua được i10 thôi. Mà i10 cũng không được trang bị nhiều như thế này và cũng không thể rộng được như thế này đâu. Nên là các anh chị nếu mà lựa chọn xe qua sử dụng thì có rất là nhiều lựa chọn. Nhưng đặc biệt là dòng Cruze này, mà nói thiệt luôn, chia sẻ thiệt tình là dòng này đang được rất là ưa chuộng trên chợ xe cũ ha. Rồi các anh chị nếu mà cần thêm thông tin gì về hai chiếc xe này thì cứ liên hệ với Mai, Mai sẽ gửi video hình ảnh chi tiết giấy tờ qua cho các anh chị xem. Video đến đây khá là dài rồi, nếu các anh chị mà thích thì xin cho Mai xin một like, share, comment, chia sẻ cái video này đến người thân của mình để các anh chị có thể mua được những chiếc xe ưng ý. Bên Mai thì bán xe qua YouTube mà. Các anh chị ở xa cứ xem video, nếu thấy ưng xe này hãy đến cọc, đến xem xe cũng được, hoặc mình chuyển cọc trước mình giữ xe. Tại vì có những chiếc xe như là chiếc i10 này, chiếc MUX này rất là đẹp, khách ở Thanh Hóa, ở Thái Bình đặt cọc xong vào lấy xe đi về trong ngày luôn. Đó, rất là khỏe, rất là nhanh và rất là gọn. Giấy tờ thủ tục thì bên Mai hỗ trợ sang tên này kia luôn, các anh chị yên tâm. Bên Mai làm ăn ở đây rất là uy tín nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.